càng lách ra thì càng thúc vào. Đẩy luôn, chị bảo em nhé, em đẩy luôn. Em đẩy luôn. Bảo em thì em đẩy luôn. Thúc đầu rồi chứ. Đi trên xuồng lâu không? Ôi, đi trên xuồng lâu không? Nhà mình đi cái đảo Phê Cốc thì là mình sẽ lựa chọn tuyến nào? Tuyến 4. Tuyến 4 là 4 hang động, 2 điểm tâm linh ạ. Còn tuyến 2 là 4 hang động, 3 điểm tâm linh. Không biết ở vé bao nhiêu gì không? Dạ. Nếu không là mình lên đảo Phê Cốc. Không phải đảo Phê Cốc. Bao nhiêu thời gian mình lên đến đảo Phê Cốc? Đi dễ như nào chứ. Còn tôi làm sao mỗi một cuốc này chị được bao tiền chị? Hả? 200 à? Bây giờ theo của nhà nước hết đúng không? Không đi trước nữa rồi. Ừ, ra Tràng An trước mới về Bái Đính. Lúc nào cũng gọi quản lý hết. Đang ở Tràng An nhá, đi thuyền sang Tràng An này. Cho tiền riêng. Mưa ở đây mưa. Con trai đang hỏi là đã sang Tràng An trước. Hôm qua không mưa thì nhỉ? Thì chưa là lên nơi đúng không? Sếp đặt cơm ở trên này rồi thì chưa là lên nơi đúng không? Ông mà tông đưa tôi treo cho. Ở đây đây, tay treo đó.